Mashiho bang Jejam say bye YG, Jeju hoạt động với đội hình 10 thành viên, mất đi main vocal quan trọng, nhóm liệu còn giữ được lửa, là nhóm nhạc đông dân nhất YG. Dù debut chưa được lâu nhưng Jeju đã mang về những thành tích không nhỏ, ghi được dấu ấn lớn trên thị trường K-pop. Tuy nhiên mới đây, phía Ấn Giang đã bất ngờ thông báo hai thành viên là Mashiho và bang Jejam sẽ rời nhóm, Jeju sẽ hoạt động với đội hình 10 thành viên thay vì 12 như trước. YG cho biết Mashiho cần thời gian để phục hồi sức khỏe, còn Jejam muốn tập trung phát triển sự nghiệp producer của riêng mình. Thông tin này thật sự đã khiến người hâm mộ nhóm nhạc cảm thấy tiếc nuối và đặt ra câu hỏi. Có người rời đi, liệu Jeju có giữ được ngọn lửa nhiệt huyết nữa không? Khi mà bang Jejam là thành viên, main vocal chủ chốt và quan trọng của nhóm. Hơn nữa, Jejam ở công ty cũng đã ngót nghét 10 năm. Bản hit Dadari viral khắp TikTok hồi tháng 4 vừa qua cũng do anh sáng tác, giúp nhóm bật lên vậy. Với sự thiếu vắng này, Jeju sẽ ra sao?